Thế hệ nọ khi đi làm, nó lạ lắm. Huy ơi, em làm áo tân cưng xanh cho chị chưa? Oh shit, here we go again. Chị ơi, nhà em thì bao nhiêu việc, 5 giờ kém chị mới order thiết kế. Thế thì làm sao có áo cho ngày hôm nay được? Đúng. Thôi em cố gắng nốt hộ chị đi, có gì mai chị rú cho em cốc trà tươi nha. Thôi rồi. À, cho chị cái áo nền trắng nha nha em. Ôi chị ơi, đồ trắng mà chả mấy nó thành cháo lòng. Em thích màu đen, vừa sạch vừa đậm quê. Còn màu xanh lá trà ấy, thì em vẽ như này này. Cổ áo thì như này này, logo để đây, hết được rồi. À ừ, thế cũng được, thế em đi may ngay cho chị nhá. What the hell? Này chị ơi, thứ nhất, em không phải là cái đứa đi may nhá. Em là ai? Designer, ok? Thứ hai, bây giờ đã 5 giờ rồi, bây giờ em phải đi về, đi chill, đi bar, chị hiểu không? Thôi thế nhá, bye chị, em đi về. Ủa gì vậy? Cười em là nhất ở nơi đông người, ôi đôi mắt đẹp như mây trời. Mọi thật chất tại sao không cười, tại vì thiếu anh đúng không? Xin em đừng nhắc điều gì về chuyện cũ, vì em là nhất rồi. I will never lose you. Đoạn đường em bước một mình trong tranh, để anh rước kiểu hồng hoan nghênh. Mặc váy cưới dịu nồng rồi mình chung lối, chịu không? Anh trong chiếc quần âu đen, em váy cưới làm dâu đến bên, xanh bước bên lâu, và em là nhất từ nay về sau.